trong một phiên chợ bán ngựa. Ông lão này đã nhìn ra được con ngựa này rất khác biệt so với những con khác. Một guinea. Ông đã trả giá một guinea, mà không ngờ rằng ông chủ đất cũng đã nhìn trúng con ngựa này. Hai người không ngừng ra giá càng lúc càng cao. 8 guinea, 11 guinea. Vậy thì ta ra giá 25. Lão Tech nghe xong nghiến răng nghiến lợi hét giá 30 guinea. Lúc này lão Lions lại nhoẻn miệng cười. Thực chất con ngựa này chỉ đáng giá 10 guinea. Mà đấu giá xong lão Tech cũng vô cùng hối hận. Đáng ra lão nên mua một con ngựa tốt hơn. Kết cục lại vớ phải một con ngựa non. Nhưng không ai có thể nghĩ tới rằng chú ngựa gầy gò này về sau lại lột xác trở thành một chiến mã oai dũng. Về tới nhà thì vợ của ông đã thấy rất chướng mắt, còn quát mắng lão vì đã tiêu hết cả gia tài chỉ vì một con ngựa gầy, rồi bắt lão phải đem con ngựa đi. Mà cậu con trai ngược lại vô cùng phấn khích. Amber nói cậu sẽ huấn luyện con ngựa này, cậu đã chứng kiến sự trưởng thành của nó. Nhưng con ngựa này chỉ được cái đẹp mã nhưng lại rất nổi loạn, rất khó để giao tiếp với nó. Amber tiến lên phía trước rồi đưa xô thức ăn ra phía sau lưng, nhờ vậy mà nó cũng không bị áp lực phải đối diện với cậu. Cuối cùng cũng bỏ đi sự phòng bị để cúi người xuống ăn. Cậu đã đặt tên cho chú ngựa này là Zoe. Lão Tét thì lại luôn rất ghét lũ gia cầm, mà con ngỗng này lại chạy theo sau lưng lão ta. Nó canh đúng thời điểm thích hợp rồi tấn công lão ta. Amber dắt Zoe ra ngoài để huấn luyện Zoe, mà không ngờ rằng cậu nhóc này lại có bẩm tố khác thường. Chỉ mới luyện 2 lần đã đứng bất động trên nền đất. Amber huýt sáo muốn nó tiến lại, mà Zoe lại không hiểu được ý của Amber. Amber bèn tới vỗ về Zoe, nhẹ nhàng giải thích cho Zoe biết những câu lệnh của cậu. Sau đó cậu chạy ra xa rồi huýt sáo. Zoe nghe thấy tiếng huýt sáo cũng đã quay đầu chạy về phía Amber. Chú ngựa này cũng thật là thông minh. Từ đó trở đi cho dù là Amber đi tới đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng huýt sáo của cậu thì Zoe cũng sẽ chạy tới. Cho dù là trốn trên cây, cũng sẽ nhanh chóng bị Zoe tìm thấy. Một ngày nọ ông chủ đất lại tìm đến nhà lão Tét. Vậy là đã đến kỳ nộp tiền thuê nhà rồi. Nhưng vơ vét hết cả nhà rồi cũng chỉ gom góp được 15 guinea. Lão Tét bèn tuyên bố rằng sẽ để Zoe cày ra một cánh đồng mới. Sau đó toàn bộ thu hoạch đều coi như thuộc về ông chủ đất. Mà Lions vẫn còn ghi hận lần đấu giá trước đó. Ông nói nếu sau tháng 10 mà mảnh đất đó vẫn chưa cày xong thì ông ta sẽ tịch thu cả nhà cả đất và cả chú ngựa đó nữa. Lão Tét vô cùng nhục nhã lại tìm đến chuồng ngựa, cưỡng ép Zoe phải đeo yên cương lên. Nhưng việc này vẫn còn quá sớm với Zoe. Amber lao tới bảo vệ Zoe, mà lão Tét đang cho men rượu còn lôi cả súng ra hướng về phía Zoe đòi bắn. Amber không cách nào ngăn cản được. Ông mà bắn nó thì nhà chúng ta chẳng còn gì cả. Không, những gì cha nói đều đúng, nó sẽ làm được thưa cha. Cha hãy nói với lão Lions rằng Zoe sẽ cày mảnh đất đó, nó nhất định làm được. Cha cứ đợi đi xem Zoe có thể làm được những gì. Lúc này lão Tét cũng đã lấy lại được lý trí. Ngày hôm sau Amber đem yên cương đến, từ từ tiến gần đến Zoe, mà Zoe cũng không hề phản kháng để Amber đeo lên người nó. Rồi hai người đi ra mảnh đất mà lão Tét muốn họ phải cày. Lão chủ đất Lions cũng đến để xem náo nhiệt, mà Zoe lại vẫn đứng bất động một chỗ. Trong cơn tuyệt vọng, Amber bèn cầm cây roi lên quất về phía trước, khiến cho Zoe sợ hãi chạy đi kéo theo cả Amber, lao về phía hàng rào. Mà lúc này người tới xem náo nhiệt lại càng lúc càng đông. Rose đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện. Bà thở dài một hơi rồi quay về phòng cầm lên chiếc khăn đan hãy còn dang dở. Tất cả mọi người trong làng đều kéo đến xem trò vui của nhà lão Tét. Mặc dù Zoe đã kéo được xe, nhưng lưỡi cày vẫn không cắm xuống đất được. Một trận mưa kéo tới đã khiến cho đám đông xem náo nhiệt giải tán. Mà cơn mưa này cũng đem hy vọng đến cho Amber. Nhờ có nước mưa mà đất cũng trở nên tơi xốp hơn. Cậu ta nhanh chóng dắt Zoe cày đất. Tất cả hy vọng của gia đình họ giờ đây đều giao phó lên chú ngựa Zoe. Amber hô lên một tiếng thì Zoe cũng kéo cày về phía trước. Lưỡi cày cuối cùng cũng đã ngập xuống lòng đất. Lúc này người mẹ đã nhìn thấy được tia hy vọng le lói. Trước mặt có một tảng đá lớn. Amber muốn nó dừng lại, nhưng Zoe vẫn ham hở tiến về phía trước. Lưỡi cày kéo qua khiến cho tảng đá vỡ làm đôi. Ẩn bên trong chú ngựa non gầy gò này lại có một sức mạnh phi thường mà người ngoài không nhìn thấy được. Mọi người đều quay lại để tới xem, tận mắt chứng kiến Zoe đã làm nên kỳ tích. Lão chủ đất Lions cũng mò tới để chế giễu. Lão châm biếm Rose rằng nếu đổi lại là lão thì sẽ không để con trai mình phải làm việc trong thời tiết như vậy. Cậu ta có thể bị phế mất đôi chân đấy. Nếu ông còn dám chế giễu cách dạy dỗ con trai của tôi, thậm chí là cái cày, con ngựa hoặc là cánh đồng này của tôi, hay nông trại của tôi. Nhìn thấy từng khoang đất được cày xới lên, lão Tét vô cùng tự hào. Sau cơn mưa trời lại sáng, Amber đã kiệt sức không thể tiếp tục đứng dậy nữa. Người nhà và bạn bè của Amber đã đến đỡ cậu đứng lên. Mà mảnh đất khô cằn này cuối cũng đã trở thành ruộng, vì phải làm việc lao lực quá lâu, khiến cho Amber và Zoe đều bị chóc cả da. Cậu bắt đầu phàn nàn về thói nát rượu của cha mình.
nhưng bà Rose lại đi vào nhà lấy ra một món đồ. Không ngờ cha cậu ngày trước là một người lính kỵ binh đã lập được chiến công. Giờ đây chỉ có rượu mới giúp lão tạm quên đi được áp lực cuộc sống vốn đè nặng lên lão. Nhưng lão Ted chưa bao giờ thấy việc giết người là đáng tự hào. Lúc quay về lão đã ném chiếc huân chương này đi, còn bà Rose lại phải đi nhặt về. Dù cha cậu có nát rượu nhưng chưa bao giờ lão biết bỏ cuộc. Mẹ cậu đã giúp cho cậu nhận ra được cha mình là một người đáng kính tới như vậy. Lão Ted cũng đã bắt đầu trồng trọt trên mảnh ruộng này. Chẳng bao lâu mà cây cối đã vô cùng tươi tốt. Amber cưỡi dâu y đi qua trên mảnh đất này. Nó chạy còn nhanh hơn cả xe, mà tốc độ dừng cũng không phanh xe nào thắng nổi. Em chắc chắn không thể trở thành vận động viên nhảy được đâu dâu y. Sau đó lại kéo tới một trận mưa bão, khiến cho mọi thành quả của bọn họ đều đổ sông đổ bể. Củ cải trên cánh đồng đều bị tàn phá. Mà vì muốn giữ được mảnh đất này, lão Ted đành phải đem dâu y đi bán. Lúc Anbe đuổi đến nơi, thì cha cậu đã vì 30 đồng guinea đem dâu y bán cho một tên sĩ quan. Cậu khóc lóc khẩn cầu sĩ quan hãy trả dâu y lại cho cậu. Rất tiếc là giao dịch đã xong xuôi. Nhưng sĩ quan nói rằng dù mình giờ đã là chủ của dâu y, nếu như sau trận chiến nó có thể sống sót trở về, thì anh nhất định sẽ đem dâu y trả lại cho cậu. Cứ như vậy Anbe đành phải ngậm ngùi nhìn dâu y từng bước rời xa mình. Cậu vội vã đuổi theo dâu y, rồi đeo chiếc huân chương danh dự của cha cậu lên người dâu y. Dù em có đi tới chân trời nào thì anh cũng sẽ tìm được em. Và anh sẽ đưa em về nhà. Đây là một buổi diễn tập trên thao trường. Các kỵ binh tiến về phía trước. Nghe theo khẩu lệnh tất cả đều hướng mũi kiếm ra trước. Nhưng đối với hai vị sĩ quan này thì đây không chỉ là một buổi diễn tập, mà là một cuộc chiến tốc độ của hai con chiến mã. Con ngựa đen đang dẫn đầu, nhưng dâu y cũng đã đuổi kịp. Bình thản vượt qua chú ngựa đen để giành lấy chức quán quân. Vì muốn giúp Anbe yên lòng, Kaplik đã viết một bức thư để gửi cho Anbe, còn vẽ thêm một bức chân dung của dâu y trông rất tuấn kiệt. Không lâu sau đó đoàn kỵ binh đã rời quân đến nước Pháp. Bọn họ đã lên kế hoạch để tấn công quân đội Đức. Nhưng anh ta nhìn thấy cây kiếm dài treo trên yên ngựa. Rõ ràng là Kaplik không hề hứng thú với việc giết chóc. Tuy nhiên Kaplik vẫn đeo chiếc huân chương của cha Anbe lên yên ngựa. Sáng sớm ngày hôm sau toàn bộ đại đội đã phục kích sẵn, rồi lao ra từ bụi cỏ lau còn cao hơn đầu người. Quân Đức lúc này còn đang rửa mặt thấy có điểm bất thường, nhưng vẫn trở tay không kịp. Từ trong ra ngoài không bỏ sót một ai, mũi kiếm của kỵ binh nhuộm đỏ máu tươi. Quân lính Đức tới quần còn chưa kịp mặc bị đuổi giết trốn vào trong rừng. Mà chuyện bọn họ không thể lường trước là quân đội Đức lại cất giấu ở trong rừng. Một loạt máy bắn súng hạng nặng đang nhắm về phía họ. Suy cho cùng dao kiếm cũng không thể đọ lại được súng ống. Đối diện với hiểm nguy trước mắt, toàn bộ kỵ binh đều bị xóa sổ. Dâu y chạy trốn trong rừng đã bị quân đội Đức bao vây, mà thủ lĩnh của đội kỵ binh may mắn thoát chết cũng bị áp giải đi. Chú ngựa đen này lại chạy đến bên cạnh dâu y. Hai bên nhìn nhau như chúng phải tiến xét ái tình. Quan quân hạ lệnh phải giết chết toàn bộ chiến mã, nhưng một tên linh đã lấy lý do dùng ngựa để chở những người bị thương, để giữ mạng sống của những con ngựa. Mà con ngựa đen này lại ngoan cố nhất quyết không chịu đeo yên cương. Lúc này dâu y bắt đầu chạy đến, như muốn chứng minh cho ngựa đen xem vật này sẽ không làm hại tới nó. Không ngờ rằng sau đó chú ngựa đen lại đồng ý cho bọn họ đeo yên cương lên người nó. Qua nhìn mày kìa, cậu nhóc này cũng đã gỡ bỏ lá cờ trên người dâu y. Lúc này ở nước Anh xa xôi, Anbe đã nhận được bức thư của Kaplik. Cái chết của Kaplik cũng khiến cậu vô cùng tiếc nuối. Nhưng câu chuyện của Anbe và dâu y vẫn chưa kết thúc. Gunther vì biết huấn luyện ngựa nên đã bị giữ lại đây. Cậu em trai 14 tuổi thì lại bị phái ra chiến trường. Trước lúc chia tay cậu đã treo lá cờ đó lên ba lo của người em. Mà hành quân mới được nửa chặng đường thì Gunther đã chuẩn bị sẵn yên ngựa, dắt theo chú ngựa đen và dâu y, rồi kéo em trai cùng đào ngũ. Hai anh em họ trốn vào trong cối xay gió, nhưng nửa đêm bên ngoài lại đột nhiên sáng đèn. Gunther vội vàng kéo em trai chạy lên lầu, nhưng quan quân đã bắt được bọn họ rồi lôi ra ngoài. Cuối cùng Gunther vẫn bất lực, không thể giữ được lời hứa sẽ bảo vệ em trai với mẹ cậu. Còn hai con chiến mã vẫn đang bị cột dây ở đó. Ngày hôm sau một cô bé đã phát hiện ra chúng. Trong cối xay gió của nhà mình, đột nhiên lại xuất hiện hai chú ngựa. Từ đó về sau cô bé luôn đem thức ăn đến cho chúng. Hôm nay cô bé định sẽ dạy cho dâu y cách vượt rào. Mà từ xa lại có đoàn xe đi tới. Người ông cũng nhanh chóng dặn cô bé phải giấu kỹ ngựa. Binh sĩ dắt theo một đoàn người đến cướp bóc của người ông và cháu gái, còn lấy đi hết toàn bộ số mứt quả trong nhà. Tên binh sĩ này còn lớn giọng nói, qua mấy tháng nữa chúng tôi sẽ trở lại. May là hai chú ngựa không bị phát hiện. Cha mẹ của cô bé đều đã bị giết trong trận chiến, nhưng cô bé biết rằng ông mình luôn muốn giấu cô. Emily chất vấn ông mình tại sao lại không đấu tranh. Cô bé cho rằng ông mình là một kẻ hèn nhát, nhưng người ông lại nói rằng sự dũng cảm cũng có rất nhiều loại. Cũng giống như bồ câu đưa thư nơi tiền tuyến, bọn chúng phải bay qua trên chiến trường.
nhưng chúng phải thôi nhìn xuống sự đẫm máu phía dưới, phải gác lại nỗi sợ. Một mực hướng về phía trước thì mới có thể sống sót trở về. Sự dũng cảm của người ông chính là chấp nhận nỗi mất mát người thân, dùng đôi cánh của mình để bảo vệ cô cháu gái bé bỏng. Hôm nay là sinh nhật của Emily, người ông đã chuẩn bị sẵn một món quà. Cô bé lật miếng vải ra, bên dưới chính là một chiếc yên ngựa. Người ông vốn luôn không cho phép cháu gái cưỡi ngựa, cuối cùng cũng đã thực hiện ước nguyện của cô bé. Nhìn thấy bóng lưng dần khuất xa của Emily, ông bắt đầu lo lắng gọi tên cô bé, nhưng gọi nửa ngày vẫn không thấy trả lời. Chú ngựa đen cũng đợi không được bèn chạy về phía trước, mà khi người ông trèo lên trên đỉnh đồi mới phát hiện cháu gái đã bị quân đội bao vây. Ông van xin sĩ quan hãy cho ông giữ lại dâu y, làm ơn hãy lấy con ngựa lớn kia và để con ngựa nhỏ hơn được ở lại. Các người đã làm tan vỡ trái tim cháu gái ta. Chiến tranh lấy đi tất cả mọi thứ của tất cả chúng ta. Dâu y và chú ngựa đen lại quay trở về quân đội, mà ở đây chúng phải kéo những khẩu pháo khổng lồ. Trong đoàn có một con ngựa không chịu nổi sức nặng đã ngã xuống. Sĩ quan không nhiều lời lập tức nổ súng kết liễu sinh mạng của nó. Sau đó lại bắt chú ngựa đen tiến lên trước. Nhưng binh sĩ phụ trách con ngựa này biết rất rõ, chân của nó đang bị thương, nếu phải kéo nặng thì nó sẽ bị liệt mất. Lúc này dâu y giằng dây cương khỏi tay binh sĩ chạy lên phía trước, ý muốn sẽ thay thế ngựa đen để kéo pháo. Lúc này dâu y còn quay đầu nhìn lại. Ánh mắt buồn bã của nó khiến người xem không khỏi xúc động. Khẩu pháo nặng này cuối cùng cũng đã được kéo lên đỉnh. Binh sĩ bắt đầu lắp đạn. Bắn. Mà lúc này Anbe đã gia nhập quân đội để tìm lại dâu y cũng đang ở gần đó. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, bọn họ mới lại được ở gần nhau đến vậy. Năm 1918, chiến tranh Anh-Đức lan rộng ở Pháp. Bom rơi xuống chiến hào, cơ thể của những người lính bị nổ tung. Anbe bỏ những thứ giá trị vào xô nước. Họ sẽ ra tiền tuyến để chiến đấu. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Anbe đã lấy lại ảnh của dâu y. Bạn của Anbe bị cấp trên lôi xuống và giao cho anh ấy nhiệm vụ khác. Kẻ nào đào ngũ thì đó chính là kẻ địch. Hãy dùng khẩu súng trong tay cậu bắn chết họ. Hiểu rõ cả rồi chứ? Vâng, thưa ngài. Cậu hiểu ý tôi không? Hiểu tôi đang nói gì không? Con trai, hãy cầm khẩu súng này và bắn chết chúng. Sau đó, tiếng còi vang lên. Các chiến sĩ hùng dũng lao đi trong làn mưa bão đạn. Anbe vội chạy theo con trai của chủ đất. Nhưng trong lúc di chuyển, anh ấy đã trúng đạn và ngã xuống. Anh vội vàng lao tới, đưa anh ấy xuống hồ nước bên dưới. Hãy ở đây, chỗ này rất an toàn, sẽ có người đến tìm anh. Tuy hai người không thân thiết lắm, nhưng khoảnh khắc ấy, họ là anh em. Anbe lao thẳng về phía trước, chuẩn bị tinh thần phản kích kẻ địch. Andrew vẫn đứng bất động trong chiến hào. Chiến binh nhát gan chạy ngược trở lại chiến hào. Anh cầm súng chuẩn bị bắn. Chỉ có điều cuối cùng vẫn khựng lại. Nếu không thể đánh đồng đội, thì chi bằng xông ra giết kẻ địch. Andrew đuổi theo bóng lưng của Anbe. Lúc này, anh đã đứng bên cạnh súng máy. Anbe run rẩy giật lựu đạn, ném vào hầm trú ẩn của kẻ địch. Nhưng khi anh xông vào chiến hào của đối phương, phát hiện những người ở đây đeo mặt nạ chết trong chiến hào, Andrew đã phạm sai lầm chí mạng. Không gọi Anbe đã chạy về phía anh. Đừng bắn. Suýt nữa thì hẹo. Khi mọi người nới lỏng cảnh giác, sự cố đã xảy ra. Bom ra. Ông đi. Vết thương ở chân khiến nó di chuyển rất khó khăn. Một người lính yêu ngựa kéo nó sang một bên. Dâu y nằm bệt xuống nền đất. Nó nhắm mắt lại. Đội ngũ hành quân đột nhiên quay về. Xe tăng của kẻ địch đi ngang qua. Nó chèn qua người dâu y, ép nó xuống chiếc hố xung quanh toàn dây thép gai. Khi xe tăng di chuyển, dâu y quay người nhảy lên nóc xe và vút lên giữa không trung. Nó điên cuồng bỏ chạy, vượt qua chiến trường. Lựu đạn rơi gần đó. Dâu y sợ hãi nhảy xuống chiến hào, rồi tiếp tục lao như gió. Sau khi tìm được đường ra lại tiếp tục quay về chiến trường. Nó không ngừng di chuyển, nhưng bất cẩn va phải dây thép gai. Dâu y bị kẹt ở đây, không thể động đậy. Sáng sớm hôm sau, binh lính đối diện phát hiện ra nó. Anh muốn gọi dâu y đến đây. Trong cuộc chiến tranh khốc liệt và khô khan ấy, xuất hiện một chú ngựa bị kẹt. Điều này trở thành thú vui của những người lính. Một người cầm cờ trắng, chuẩn bị tiếp cận dâu y để thả nó đi. Nhưng vì quá vội nên quên đem theo công cụ. Vừa quay người đã nhìn thấy kẻ địch ở phía sau.
Tôi nghĩ chắc anh cần đến cái này. Đúng vậy. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh cầm kìm cắt chuẩn bị giúp đỡ dâu y. Nhưng binh lính người Đức bảo anh đợi một lát. Anh bước đến phân tích từng sợi dây thép gai. Sẽ gây tổn thương cho chú ngựa. Và yêu cầu để mình cắt. Chỉ có điều phân tích qua phân tích lại, họ vẫn cần thêm một chiếc kìm cắt nữa. Chúng tôi cần thêm kìm cắt. Một con chiến mã lâm vào nguy hiểm, khiến hai bên đối đầu, trở thành bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Họ vừa cười vừa nói trong không khí nhẹ nhõm, cùng nhau giải quyết khó khăn cho dâu y. Cuối cùng, quyền nuôi dưỡng chú ngựa này trở thành vấn đề. Hai người vốn định quyết đấu, nhưng cuối cùng lại lựa chọn tung đồng xu để quyết định. Được thôi, Chris, cứ vậy đi. Tên tôi không phải là Chris. Tôi là Peter. Peter, tôi tên là Colin. Anh chọn trước đi, Colin, mặt người. Kết quả là mặt người. Người lính nước Đức tâm phục khẩu phục. Hai người bắt tay hòa bình. Cảm ơn người anh em. Anh phải chăm sóc tốt cho nó đấy. Nhất định rồi, quái thú của chúng ta. Anh cũng hãy chăm sóc tốt cho bản thân, người kỳ lạ. Một đôi kìm cắt nước Đức. Trong ký ức của người bạn đẹp trai đến từ Dusseldorf. Cảm ơn anh. Tôi sẽ dùng nó để tỉa vườn hoa khi trở về South Seals. Từ giờ anh phải cẩn thận đấy, Peter. Một khúc nhạc tình bạn nhỏ nhoi giữa nền chiến tranh tàn nhẫn và khốc liệt. Một chú ngựa tuyệt vời. May mắn là Anbe đã không thiệt mạng. Còn dâu y đã lướt qua sau lưng anh. Sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương cho nó, quyết định từ bỏ chữa trị. Đúng lúc ấy, Anbe nghe nói có một chú ngựa thần kỳ từ chiến trường trở về trạm cấp cứu. Một người lính chuẩn bị cầm súng tiễn dâu y lên đường. Ngay thời điểm đó, nhiều năm trôi qua, dâu y chưa từng lãng quên âm thanh đó. Người lính lại chĩa thẳng súng vào đầu nó. Tiếng huýt sáo lại vang lên. Mọi người lũ lượt nhìn ra sau. Anbe tiếp tục thổi sáo một lần nữa. Dâu y chạy vội về phía anh. Cuối cùng, họ đã hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Quân y không tin dâu y là của anh ấy, nói đó là một chú ngựa không tên. Nhưng Anbe đang bịt mắt, lại có thể nói ra đặc điểm của dâu y. Bốn móng guốc màu trắng, trên đỉnh đầu có một mảng lông trắng hình thoi. Quân y quan sát, làm gì có guốc màu trắng nào chứ. Nào ngờ người lính cứu dâu y xách thùng nước đến. Khi lau vết bùn đất trên chân nó, quả nhiên xuất hiện phần guốc màu trắng. Quân y cầm khăn lau, trên đỉnh đầu dâu y xuất hiện một mảng lông trắng hình thoi. Ngài đã nhìn thấy chưa ạ? Nó không phải là một chú ngựa vô danh. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt ngựa của cậu. Cố gắng băng bó cho nó. Đối xử với nó như một người lính. Cảm ơn ngài. Không lâu sau, chiến tranh tuyên bố kết thúc. Cấp trên quy định chỉ có quân sự mới có thể đưa ngựa của mình đi. Còn dâu y buộc phải mang ra chợ đấu giá. Anbe dắt ngựa bước ra ngoài. Anh phát hiện đồng đội đang tập hợp ở đó. Họ gom cho anh tổng cộng là 29 bảng để đến nơi bán đấu giá. Nhưng một người đàn ông tóc trắng liên tục đưa ra giá cao hơn. 17 bảng, 20 bảng, 25 bảng, 25 bảng, 26 bảng, 29 bảng. Cuối cùng mức giá lên tới 30 bảng. Đúng lúc ấy, một giọng nói lên tiếng. 100 bảng. Thưa ngài, nếu ông còn tiếp tục đấu giá với tôi, thì tôi sẽ bán chiếc áo khoác trên người mình và ra giá 110 bảng. Nếu ngài tiếp tục trả giá thì tôi sẽ bán lân trường của mình, ra giá 1.000 bảng. Dâu y đã thuộc về ông lão ấy. Còn nhớ cô bé lần trước không? Ông nội muốn giữ nó làm kỷ niệm cho cháu. Anbe muốn mua lại dâu y, nhưng bất luận thế nào ông cũng không đồng ý bán. Chiến tranh đã cướp đoạt tất cả của mọi người. Nó là kỷ niệm duy nhất của cháu gái tôi. Đi được nửa đường, dâu y giãy giụa khỏi sợi dây, chạy về phía Anbe. Anh an ủi dâu y. Chúng ta đều biết rằng chúng ta đã vượt qua những khó khăn. Hãy đi đi. Sau đó, anh dắt nó đến chỗ ông ấy. Chúc ông may mắn, thưa ngài. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, ông lấy ra quân kỳ của cha Anbe, rồi đưa nó cho anh. Cảm ơn ngài. Cả cái này nữa. Không, không cần đâu ạ. Nó thuộc về cậu. Tôi nghĩ đây là kết quả mà cháu gái yêu quý của tôi mong muốn. Và con bé đã từng là chủ. Cuối cùng, người đàn ông đã nhẹ nhõm rời đi. Cô ấy tên là gì?
con bé tên là Emily. Emily là một cái tên vừa lương thiện vừa xinh đẹp. Bộ phim đến đây là kết thúc. Chú ngựa ấy giống như một người lính già đã trải qua muôn vàn phong ba bão cát. Nó thấu hiểu sự lạnh lùng và tàn khốc của chiến tranh. Chiến mã của hãng DreamWorks Pictures là một cuộc phiêu lưu sử thi hoành tráng. Dưới sự dẫn dắt đạo diễn Steven Spielberg, bộ phim là một câu chuyện về niềm hy vọng, lòng trung thành. Và kiên trì chống lại một bức tranh u ám của nông thôn nước Anh và châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Sự thù hận giữa các nước phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của những người lính. Nếu hòa bình được bền vững, thì rất có thể những người lính đó sẽ trở thành bạn bè. Cảm ơn người anh em. Nguyện thế giới luôn được hòa bình. Nguyện con người luôn được hạnh phúc. Không có bất cứ review nào có thể thay thế phim gốc. Đây là một bộ phim hay xứng đáng được khán giả theo dõi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.